về đây nữa. Nói chung Trang đi về đây Trang cũng không có đi đâu đâu, Trang cũng chạy vòng đi qua nhà dì Út này kia nọ thôi, rồi cái xong cái mình đi ra ngoài mộ, rồi cái đi mấy gì vậy thôi, đi về à. không có đi chơi thẳng qua luôn á chú. Này là đường ấp Bắc hả? Đường Nguyễn Trãi rồi. Đường Nguyễn Trãi hả? Mình đi cầu Nguyễn Trãi, tại vì hình như cầu quay nó không cho xe ô tô qua. À. Nó có một chiều hay sao á, nó chỉ đường cho mình là nó biểu mình đi đường Nguyễn Trãi. Ừ. Còn trường Nguyễn Đình Chiểu ở đâu Trãi biết không? Trường Nguyễn Đình Chiểu hồi nãy mới qua rồi đó. À. Ngay chỗ cái dòng xây hồi nãy lon quẹo phải là lon đi lên nữa, lon đụng trường Nguyễn Đình Chiểu. Ồ. Qua cầu luôn á chú. Yeah. Ở dưới này cái tên đường á bà Nguyễn biết không, nó ghi thêm cái sự tích nữa. Ờ. Đinh Bộ Lĩnh phải không? Hồi xưa nó là Nguyễn Trung Trực, còn bây giờ nó là cái gì Giáp Giác á. Nguyễn Trung Trực. Đâu Sầm Uất còn gì hả? Ừ. Bây giờ nó Sầm Uất không chú, hồi xưa nó Sầm Uất. Thiên Phước, chùa Thiên Phước, đúng rồi, đây nè. Vậy mình đi đây trước đi. Đi vô đây gì? Dạ. Dạ. Hình như xe không có vô được đâu nha. Có cổng gì có cổng vô được. Cổng lớn mà. Ồ vậy hả, vậy sửa lại. Sẽ vô đây được không? Được má, được má. Không biết đậu bên phải này hay là đậu bên trái không biết. Cái chỗ nằm rộng, hai bên rộng. Vậy là mình chạy ngược lại hay sao, này mình cũng ngược lại ở cái chợ á. Ừ. quẹo lại đây đi hả? Mình đi ngõ này cũng được. Ừ, quẹo ngõ này nữa. Mình chạy trên tới trên mình quẹo trái á chú. Dạ dạ. Nên chút nữa kia có quẹo cá đường quẹo trái. Dạ, bánh măng quá trời. Chợ dưới vậy? Ừ, dưới chợ nè, chợ Mỹ Tho nè. Ờ. Là mấy bên này cầu quay đó. Là mình phải đi qua cái cầu qua cái cầu. Này chợ Mỹ Tho nè, trời ơi có chôm chôm, có gì qua ngon quá vậy. Trái cây nè, rau củ quả đó bà. Nó nhập về wow. Chợ. Xe tay tải nó vô nó nhận gà, nó nhận rau. Nhìn ngon ha. Đúng là miền vùng sông nước hả? Tôi đâu có thấy có cái ngã nào đâu. Có cái ngã đang băng vào trước mặt mình kìa. Mình quẹo ở đây cũng được hả? Mình đi đường kia mình không đi. Mình quẹo ở đây đi. Chắc quẹo đường này đi chú. Trên kia kẹt cái xe tải rồi. Này ta đi lấy về ở đây chợ Sĩ ha. Nó giống như chợ Sĩ. Chợ mối gì? Chợ mối, chợ đồng mối. Cái này mình quẹo trái rồi chú. Dạ dạ. Con tưởng ông trời cho mây chết che nắng con. Ai nấu gì vậy em? Ờ, gió dữ ha. Không chịu vô không nha. Quay lại vừa chụp hình nữa. Ủa tôi đang quay. Ủa tôi quay hay bà chụp vậy? Hello em phải bấm lộn quay. Hello. Giờ chụp nha, bà thấy khi mà chụp hình tôi là bà thấy tôi mập hơn bà Trang không? Đương nhiên 56 kg mà. Bà Trang có 51 à. Hỏi 56 kg rưỡi. Em để về quay có bị án à không? Thì không sao gì. Để không. Thấy không thấy bởi cái bà. Khi mà tôi mập á là bà quay sao cho cái mặt của tôi nó thon gọn người của tôi. Thon rồi nè, đẹp quá trời luôn cháu tôi luôn đó. Trứng gà đúc xương. Về nhậu. Về tối nay nhậu. Nhậu đưa bánh tráng nữa nha, nhớ nhắc bánh tráng nha. Lấy thêm bịch bánh tráng. Ừ. Đó. Thấy không? Thấy hai người bạn của mình không vui. Đó, mưa tiền ngoài đang mưa nè, ở ngoài cửa sổ đang mưa nè. Hôm nay đi nhờ người anh với lại hai bé này là dắt đi về Mỹ Tho làm công chuyện mới xong đó, chứ một mình đi đâu có biết đường đâu. Trời ơi, thấy không? Hai bé này dễ thương không? Thấy bé nào dễ thương hơn? Bé này nè, dễ thương hơn nè. Bé này cũng vậy nè, thấy không? Biết nghe là có người dành liền, thấy không? Đó, cái bé mà không đứa nào chịu nhường cho đứa nào. Ừ. Đợi một người, nhớ không, nhớ không? À, nhớ. Rồi cái gì ta, ở dưới cái thung lũng là gì đi, thôn rồi kẽn thôn rồi. Lũng thôn rồi. Lũng như bài thung lũng thôn lũng hả? Thôn lũng à, thôn lũng. Ừ, thôn lũng. Còn cái kia là y mai, cái mà mình đi cuối cùng á là y mai. Cuối cùng mình bị mưa đó, đúng không? Ừ, đó, y mai. Nhân Linh, về tới Nguyễn Nhân Linh rồi. À. Cầu vượt. Nhưng mà phải ông chú về tới Nguyễn Nhân Linh phải không? Nguyễn Linh là gì vậy? À, Nguyễn Nhân Linh là hồi ngủ đựng giấc hả? Trời, quá trời lâu luôn á bà. Tôi với Loan nói chuyện quá trời luôn mà bà nghe bà nói nhưng mà bà nghe không? Rồi. Mà tôi không có điện thoại để tôi thu vô á. Ngủ giấc ngon lành nè. Không, bạn gái có phía sau nghe thôi chứ phía trước này nghe xe chạy. Yên tâm đi Trang. Mai muốn bà qua bà ngủ chung với tôi một tháng lần đó nghe bà Trang. Không sao chứ. Sao? Nổi lên ca cái luôn là nghe. Ồ, mấy người mà đi du lịch lâu á là Trang 6 tháng rồi đó. Mà qua chủ yếu là đi hái cherry này. Rồi nhưng mà cái đó mình phải ở nông trại, ở gần chỗ nông trại đó bà, là ở vùng ven chứ trong thành phố không có, mà thành phố đi ra đó xa lắm. Ủa thì những cái gia đình mà họ làm về đó rồi đưa người thân qua du lịch 6 tháng đó, thì qua đi làm để kiếm tiền. Đó, là đó đó. Đây nè, phía trước này là trước mặt nè. Cao cao đó, màu xanh đó, xanh trắng. Cái nhà thờ. Ô, nhà thờ Đồng Tiến phải không? Nhà thờ Đồng Tiến đó. Hôm đó bữa bà đưa tôi đi làm một tính rồi đó. Chỗ cơm chai Thanh Lương đi lên cùng đường với cơm chai Thanh Lương, nhưng mà mình chạy lên hướng về bên Bà Hạ. Trời ơi, bà nói đường tôi cũng không biết. Bữa nào tôi chở bà đi, bà làm mắt kiến phải không? Bà chùa gì mình đi. Trời ơi, không có bóng cây cao gì hết trơn à. Chùa Vĩnh Tràng. Nắng thấy bà luôn, có cây cổ đáng lẽ phải có những cái cây bự hơn che nắng. Ở bên siêu Vạn Hạnh mình cũng có cái tiệm mắt kiến mát, trẻ tuổi trẻ trung lắm. Ồ vậy hả? Ừ, siêu Vạn Hạnh mình nè. À, siêu Vạn Hạnh Mo hả? Không, ở cái tiệm mắt kiến gần đó, gần Vạn Hạnh Mo. Ồ, nó có cái tiệm mắt kiến. Bán mắt kiến thời trang đó, mắt kiến mát. Rồi đâu, thịt bịch bà Loan gửi đâu? Chưa có. Chưa, để Loan về Loan. Con có internet rồi Loan gửi qua cho. Chút xíu về cái bà gửi qua cái tôi đau xuống rồi tôi gửi cho bà. Ơi, bà xấu hơn tôi là bị chắc rồi. Tôi đâu có nói gì đâu, tôi biết mà. Quẹt. Tôi tưởng gửi rồi. Bà đá bả văng ra ngoài cửa xe. Chưa đâu, bà mai mốt bà đi với tôi một tháng rồi bà biết tay tôi. Bà biết tay tôi. Bây giờ tôi nhìn á. Tôi ráng tôi nhìn bả. Số này số quảng cáo nè, tôi đảm bảo với bà. Số ngã ba anh quẹo tay trái. 028 số bàn đó, số quảng cáo. Quảng cáo gì không biết mà tôi không có nghe mấy số này. Đảm bảo với bà số quảng cáo luôn. Chôm chôm nè. Đây nè, chỗ đồ bột chiên đây nè. Cái gì khoai chiên. Bà hay chú ăn lắm hả?